Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, trong kinh Đức Phật dạy, người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau chấm dứt tâm tội ấy, thì tội lỗi ngày càng trở nên chồng chất như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng. Hiểu được điều đó, hôm nay là ngày tu học bát quan trai giới. Các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa, đại diện cho đông đảo Phật tử chùa Ba Vàng đã cầu thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm đại hùng bảo điện tác lễ sám hối để các Phật tử có cơ hội được nhìn nhận lại tâm mình, từ đó quyết chừa bỏ những tâm bất thiện. Giờ này đã sắp đến thời khóa sám hối, xin thỉnh toàn thể quý Phật tử và gia đình đang theo dõi qua mạng trực tuyến cùng khởi thân chắp tay trang nghiêm để chuẩn bị cung đón chư tôn đức tăng ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư tôn đức tăng ni, giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm, chúng con một lòng thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm đại hùng bảo điện tác lễ sám hối cho hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi tam bảo. Thỉnh toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung nghinh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quân xanh, phần đào đông.
Diệu hương vân biên mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thanh văn chúng cập nhất thế thánh hiền, duyên khởi quang minh đại, xưng tính tác Phật sự phổ huấn chư chúng sinh, giải phán Bồ Đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Điều ngự bồn sư thính ca mâu ni.
Đường Á Lai Hạ Sinh Á Di Lặc Tôn Á Phật Á Đại Trí Á Văn Á Thù Á Sư Á Lợi Bồ Tát Á Đại Hạnh Phổ Hiền Á Bồ Tát Á Hộ Pháp Chư Á Tôn Á Bồ Tát Á Linh Á Sơn Á Hội Thượng Á Phật Á Bồ Tát. Chỉ tâm định lễ Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Cưng Làng Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Chí tâm định lễ ơi Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tài Diên Thọ Dường Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nhân Quang Biến Chiếu Bồ Nguyện quang biến chiếu Bồ Tát Thanh tịnh đại hải nhật thiên thanh chung. Phẩm phần sâu màu chẳng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếm khó đường gặp ơi nay con nghe thấy vâng gìn giữ về tám điều giác ngộ
của các bậc đại nhân điều giảng bồ tư nhân thế gian vốn vô thường cõi đường dẫn mong manh bốn đại lại khổ không năm âm là vô ngã luôn sinh diệt biến đổi giả dối không có chủ tâm là nguồn việc an thân là dựng nghiệp tội nếu quan sát như thế dần dần lìa sinh tử điều giác ngộ thứ hai tham muốn nhiều là khổ bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dung khởi nếu ít muốn biết đủ thân tâm lượng tự tại điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biết đủ chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy thường nhớ đến chi tụng vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp điều giác ngộ thứ tư lười biếng phải xa đọa nên thường hành tinh tấn để phá phiền não an chiến phụng cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh tử nên Bồ Tát thường nhớ luôn hóng rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biến tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sáu nghèo khổ hay oan hờn thường kết nhiều duyên ác Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oán thân không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dũng là tai họa thân dẫu ở cõi tùng nhưng không nhiễm dũng làng thường nhớ nghĩ và ý bình bát và phạm khi chỉ nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch thực hành hạnh thanh tịnh từ bi với tất cả điều giác ngộ thứ tám sinh tử luôn thiêu đốn khổ não thần vô biên nên phát tâm Bồ Đề tu hành cầu thánh đạo cứu độ khắp tất cả nguyện thay thế chúng sinh gánh chịu vô lượng khổ khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc tám điều nói trên đây chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ xa lìa năm món dùng tu tâm theo thánh đạo nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này sẽ ở trong mỗi niềm diệt được vô lượng tội thẳng tiến đến Bồ Đề mau thành tựu chính giác
dẫn hẳn đường sinh tử thường an chú tình lành. Chỉ tâm định lễ ơi để dẫn đầu đà tôn giả đại ca Diêm. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân chi tuệ tôn giả xa lời Phật. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân thần thông tôn giả mùng kiều liên. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân đa văn tôn giả A Nan. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân chỉ dưới tôn giả hữu ba ly. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân dài không tôn giả tu bồ đề. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân thuyền pháp tôn giả phú lâu nan. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân luận nghị tôn giả ca chiên diên. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân thiên nhãn tôn giả A Nậu Lâu Đà. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân mật hành tôn giả La Hầu La. Chỉ tâm định lễ ơi tổ sư chúng lâm đại đầu đà.
Chí tâm định lễ ơi cổ xưa pháp ma chi tâm định lễ ơi tổ sư miền quang chi tâm định lễ ơi tổ sư tuệ chí tâm định lễ ơi tất cả chưa bị tôn giả tổ sư làm cho đen tối cuộc đời
đệ tử tâm thanh quý hương, hướng về chư Phật mười phương, cùng với can vị Bồ Tát thành văn duyên giảng thánh hiền, chỉ thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi chiêm biến, xin lấy cam lộ tình thủy tưới lên dầm tắt não phiền, xin lấy con quyền chính pháp đưa con vướng nghèo oan khiên, xin nguyện sống đời tình thương học theo đạo lý chân truyền, thường tập đủ cười hơi thơ sống đời chính niệm tình truyền. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm cầu, vượt tâm hương mạc sống tôn vốn trong hiểu biết tương yêu, xin nguyện học phép quan chiếu tâm nhìn tâm hiểu thật sâu, thấy đường tự tin ca phá chân lao, nguyện hồng nói lời ái ngữ thương yêu trong sóng sớm chiều, đem buồn vui tới mọi eo, giúp người với nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, tín thành tâm hương một nén đại sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu, nguyện xin chuyên cần tu tập vương tròn đạo quả về sau, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối chư Phật, nam mô cầu sám hối Phật. Đệ tử chúng con tùy thuận tu tâm mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, một là kính lễ chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là dòng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh Phật chuyển pháp, bảy là thỉnh Phật chủ thế, Phật chín là hằng thuần chúng sinh, mười là hồi hướng khắp tân đàn. Phụ nguyện Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm, Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thinh Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương, Nhất Thiết Thiện Thần Thủy Tư ủng hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thân có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục trí tụng, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chinh pháp. Chúng con kính nguyện Sư Phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa Chủ Thế Sa Bà Giải Lâu, đời đời các kiếp vĩ lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức phân dạy, tín sâu nhân quả phát tâm bồ đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bệnh tật đường thuyên giám tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp.
Nguyện cho nhân dân Phật tử đang trong khu vực cách ly đã gửi danh sách về chùa được tiêu trừ nghiệp chướng, oán khiên oan kết hóa giải, mạng vị bình an phúc lành tăng trưởng, các sự kiết tường gia đình an khang hạnh phúc. Chúng con xin hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các bác sĩ, cán bộ y tế, các tình nguyện viên và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa khống chế dịch COVID-19 tại các tỉnh thành đang có dịch trên đất nước Việt Nam và toàn thế giới có đủ duyên lành kiểm soát và khống chế được dịch. Nguyện hồi hướng cho phân từ thiện nam tín nữ cùng gia đình đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, được tăng phúc tăng duyên giảm trừ nghiệp chướng an vui hạnh phúc. Hồi hướng cho các vong linh có hữu duyên với tăng ni Phật tử tại chùa, hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn sớm nương tựa về nơi chính pháp tu hành mà được giải thoát. Khắp nguyện phước ban tất cả đứng độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tám độ dân say. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Công phu công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thầy đều thế nhập vô sinh nhân, nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thần sáng ngời, nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này trang giải mười phương khắp tất cả, hết thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quý y Phật ơi, nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô thượng. Từ quý y pháp ơi nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển. Quý y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không ngại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa sám hối đã kết thúc viên mãn. Chúng con một lòng thành kính cảm niệm và tri ân công đức trên chư tôn đức tăng ni. Chúng con xin thành kính cung thỉnh trên chư tôn đức tăng ni hồi quy tăng ni xá. Thỉnh toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cùng tiễn quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chương trình tu tập Bát Quan Trai Giới xin được khép lại tại đây. Chúng con xin thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, tri ân trên sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng đã tổ chức khóa tu cho chúng con, để lòng tin của chúng con thêm vững chắc nơi giáo pháp của Đức Như Lai. Xin tùy hỷ và tán thán các quý Phật tử và các bạn đã theo dõi chương trình thông qua mạng trực tuyến. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.